Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Lời nói đầu tiên thì mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể mọi người xem được video này của mình nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái mẫu hồ cá coi nó tầm cỡ khoảng 2 khối nha anh em. Thì hồ này là của em Giang ở Long Thành, Đồng Nai nha. Ở cách đây hơn một tháng thì hồ của em Giang gặp cái tình trạng là cá của mình nó nằm đáy mọi người. Rồi sau một cái thời gian anh em trao đổi với nhau thì mình cũng có đưa ra một vài cái góp ý cho hồ của Giang. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ sau hơn một tuần mình khắc phục, mình điều chỉnh thì bây giờ cá trong hồ của Giang đã bắt đầu dạng người ăn trên tay rồi. Anh em nếu mà xem được video này của mình, cảm thấy được rằng cái hồ của Giang nè, đẹp nè, mọi người muốn tìm hiểu cái hệ thống lọc hoặc là anh em muốn biết cái cách mà Giang khắc phục cái tình trạng cá nó nhát người nằm đáy như thế nào thì mọi người cứ comment bên dưới ha. Thì hẹn mọi người một tuần nữa mình sẽ lên full hồ của Giang để cho mọi người tham khảo hệ thống lọc nha. Phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại em qua số Zalo trên màn hình nhé.